Hôm nay em lãnh tiền YouTube á, ngay đúng ngày là thẳng tiễn vô nhà băng luôn. Tới là cái nhà, ông mở cửa đi, open đi. Giỏi quá. Nora xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay lại kênh YouTube của Nora Nguyễn nha. Cả nhà hôm nay em sẽ đưa hai đứa con lại đến bệnh viện ở cả nhà. Rồi em sẽ quay cho cả nhà ở coi phía trước. Trời thì đang mưa cả nhà, mưa từ hồi tối tới giờ á. Cả nhà cũng có thể thấy là trời bắt đầu á, chuyển sang là gần hết mùa thu á cả nhà, chuyển sang mùa đông rồi đó. Trên cây lá á, nó rụng nhiều lắm. Mà bầu trời có ít khi nào mà có nắng đâu. Mùa đông á là không bao giờ có nắng đâu, hiếm lắm. Có nắng mà nó vẫn lạnh lắm nha. Đây là cái nhà tới nè cả nhà. Ông mở cửa đi, open đi. Giỏi quá. Bà cô chú ngồi đây á, đợi bác sĩ sẽ đọc tên nè. Hẹn của em là 11:30 á, nên em chạy lên đây sớm nữa bị trễ rồi. Con em là hai ông bà cô chú xin. Ba mẹ con ngồi đây hôm nay khám định kỳ á cả nhà, cho nên em dắt vô đây. Ở đây là từ con em nó từ nhỏ lớn ở đây nè, trong bệnh viện đây nè. Con hai đi. Hai này là chuyên về em bé cả nhà, em bé lớn em bé nhỏ thì cũng có trong đây luôn. Đi trước em quay cho cái nhà xem nè, thì cũng có người khách đứng ngồi đợi đó. Rồi mấy xin vô đây nè ông bà cô chú ơi, ngồi đây nha. Hai anh em vô rồi nè ông bà cô chú. Trong đây thì em cũng quay vô cái nhà rồi đó, thì trong đây thì có cái giường, có cái bàn của bác sĩ á, rất là đơn giản luôn. Mà mỗi bên Mỹ ở nhà thì mỗi lần thí dụ mà mình vô cái phòng mà giống như khám hay là cái phòng về người ta làm đẹp á, thì đều có một cái này nè để trải ra cho khách nằm á, nó rất là sạch sẽ luôn á. Có người khách á, mình nằm xong rồi á thì mình sẽ kéo cái này mình quăng, người ta làm chứ không phải mình làm. Mà nếu mình lịch sự thì lúc mà em hay vô, giống như em những lúc em đi khám cái gì đó nha, thì em nằm ở đây nè, em sẽ kéo dục bỏ, rồi một hồi ai lơ vô thì lấy cái mới. Trên đây thì có đồ sala thai nè, và có cái đồ giấy lau hết trơn nè, cái tủ của bác sĩ, còn ở phòng ngoài. Giờ tới phiên Mason chích đây. Mason giỏi ha. Okay. À, nằm xuống đi con. Can you put your legs over here? And we're gonna pull your pants down, okay? You gotta pull it this way. Is that okay? Okay. Ready? Nằm xuống đi. It's okay. It's gonna be super, super fast, okay? It's okay. No, don't grab my hand. Alright, don't grab my hand, okay? It's okay. Oh, God. Oh, it's okay, son. We put him down just a little bit. Em bà cứ uống gì vậy? Uống strawberry pink. À.
Khám con em cũng xong rồi đó cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè, thằng bé nhỏ nè, mỗi lần lên xe là ngủ biết à. Bây giờ thì em sẽ ghé trong cái chỗ này nè ăn. Hôm nay em lãnh tiền YouTube á. Em thì lãnh tiền YouTube thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay á, lãnh tiền YouTube mới ngay đúng ngày là em đi ra ngoài đường đi khám con em á, sẵn nó tiễn vô nhà băng luôn. Rồi xong cái đầu em chở con đi vô đây ăn nè. Hôm nay má mì bao xin ăn nha. Giỏi quá. Đó, trước mắt cái nhà nè, cái nhà nhìn nè, có ngay chỗ phở house là em sẽ đi vô trong đây ăn. Phở này ngày xưa em cũng ăn rồi, nói chung là trong đây cũng bán nhiều món lắm đó nha. Thì bây giờ, tại em chưa quay cho cái nhà xem đó, thì bây giờ em sẽ đi vô đây, em sẽ quay cho cái nhà xem nha. Mẹ con chuẩn bị đi vô ăn đó cái nhà, thì trời bắt đầu mưa rồi nè, làm sao vô đây được đây. Cái quán của mấy mẹ con em chuẩn bị vô là nằm ở đây nè cái nhà, nó sẽ dài qua đây luôn, mà giờ trời mưa rồi. Ở phía trong quán phở nè cả nhà, em sẽ quay sơ cho cả nhà xem nha. Ở đây thì em thấy có ghế ngồi rất là sang trọng đó nha. Hi Mason. How mà cô chú? Hi cái xinh. Ok đây nè. Thôi anh lại anh bấm cho con. Đây. Vừa vô thì người ta sẽ cho mình một cái bình nước đây nè, nước lạnh đó nha cả nhà. Và ở đây có cái ly và có ly có hai cái ống hút và cái lon này để mình gót nước ra nè. Và ở đây người ta có để menu nè, ở đây người ta bán phở nè. Em ăn ở chỗ phở house cả nhà. Ở đây người ta có cơm nữa nè. Là menu của người ta đây nè, phở house Việt Nam menu đây, địa chỉ đây. Cooking with Club. Và ở đây có nước giải khát nè. Ở trên đây có bún, bánh mì, mì xào. Giải khát, nước giải khát đây nè. Nè, trong đây người ta có một cái tô phở để hình nè. Vậy em kêu nha. Lúc nào mình đi vô nhà hàng nào á nha, thì cũng có ghế cho em bé nè cái nhà. Ở phía trên đây thì người ta có một cái tivi nè. Và có ở trong đây là có đồ sưởi ấm á. Nó để vậy thôi chứ ít ai mở. Còn đây là tô bún bò quế của em nè. Mới nãy em cứ tưởng là có loại xay nhỏ, ai ngờ có một xay à. Kế bên này thì có một cái dĩa gao. Ở đây người ta có cho mình cái đũa nè cái nhà. Cái đũa người ta sẽ bỏ vô trong cái bịch giấy này nè. Mình sẽ lấy ra. Và có những cái muỗng mà người to go nè. Cái nĩa to go. Nhưng mà cái nhà dùng như là ăn bún bò quế. Hôm nay lãnh tiền YouTube á, cho nên dắt con trai đi ăn. Bởi vì cái nhà biết không, em lãnh tiền YouTube cũng lâu rồi, mấy lần em lãnh được mấy lần rồi cũng lâu rồi. Rồi cho nên á, tại vì hôm nay á, là em đi ra em khám bác sĩ với con em á, sẵn tiền nó vô nhà băng luôn, dắt con đi ăn luôn. Rồi rồi nói cho cái nhà biết thôi á, chứ không phải là mới lãnh YouTube đâu nha, em lãnh tiền lâu rồi. Mà cái nhà biết không, mình làm YouTube á, thì cứ mỗi tháng là hàng ngày 21 là người ta sẽ chuyển thẳng vô nhà băng mình. Còn nếu như không phải 21 thì là 26. Cái gì cũng ăn hả? Đây nè, có hai đi. Anh em hai đi. Đồ ăn ra trễ. Em kêu bún cho con em á, nhưng mà có cái nó hơi bị cay á, cái người ta đổi lại. Bún bò quế thì bắt buộc phải cay á ha. Đây có miếng chanh nè, đây có miếng chanh nè. Ngon. Ở đây người ta có phở tái nè, cái bình nè, cái bò tái nè, và có chả lụa nè. Anh mới kêu cho con em á, cũng muốn một quế mà cay người ta đổi lại rồi. Hai cái nhà biết là muốn một quế, mấy cái nước lượng cho nó sẽ cay lắm. Rất là thích ăn bún bò quế luôn. Ngon quá.
nhà gây sinh đó, chích 3 shot vô cái chân và có thử cái máu con mình có bị bệnh gì không á. Cứ mấy tháng mình kiểm tra. Còn anh hai mới sinh là một mũi vô cái chân. Nè mình chờ nè. Bên đây làm cứ lâu lâu á thì là bác sĩ sẽ kiểm tra máu coi con mình có bị gì bệnh gì không á. Lâu quá mới ăn dần đã. Nè, cái này em đã lau rồi. Nè, em lấy cái miếng nước á, thấm miếng giấy em lau chỗ đó. Đó, mà mình đang lấy ra đó. Rau bún này thì phải có cái rau muống bào đúng không? Chuối, giá, phải không? Hôm nãy em kêu lộn mà cái tô của con em là lấy chả lụa với lại cái bò tái thôi, nhưng mà cái này nè đưa em bò tái, cái này đáng lẽ ăn với lại bắp bò mới đúng, tại vì hôm nay em kêu cho con em cái anh đó anh tưởng là tô em cũng giống vậy luôn nên anh đưa kiểu hơi tái á, cho nên em muốn thích tái. Muốn ăn hả? Cho thử ăn canh đấy, chả bờ thử đây coi em biết không? Nó chua cái nhà nó chua, em giả bộ quá. Chua ha, chua coi ha. Ok. Cho hai cái luôn. Thích ăn giá cái nhà. Còn em thích ăn giá. Cái này cho nè. À. Này mình khỏi gần bỏ cái mắm guốc luôn, bởi vì người ta làm vừa ăn ở cái nhà làm sắc sảo rồi. Mà em thấy ở đây nha, khách á người ta vô là người Mỹ, người da màu, đủ các loại người, nhưng mà em thấy Việt Nam đây ít hơn là người Mỹ á. Mà ở đây làm đồ ăn hơi chậm á. Tô này nó có giá là 19 đồng, à quên 15 đồng 99 cent. Em ăn gần hết tô á. Đồ ăn của con chưa đến nữa, nó làm hơi chậm. Cái xin ăn đi, mắm mắm. Cái xin tự ăn nè ông bà cô chú. Mà hơi gớt ở ngoài một chút.
Cason với Mason ăn là bún riêu á cả nhà, người ta sẽ đổi lại rồi bởi vì cái bún bò Huế nó hơi cay á. Ngon không? Ngon không? Má. Rồi Mason đâu? Ăn đi ăn. Ông bà cô chú ơi, Mason đang ăn nè. Bây giờ Mason tự ăn. Lại tiếp tục mưa nữa rồi cả nhà ơi. Ăn xong thì mấy mẹ con em cũng đi về nè, định đi ra ngoài chợ mua một chút đồ, cuối cùng mà mưa thôi đi về luôn. Đường đi về thì em thấy cầu vồng rất là đẹp luôn nè. Oh my god. Bây giờ em sẽ khui cái này nè cả nhà. Cái này là giống như chồng em đi làm vậy cả nhà, ảnh cũng có trách nhiệm lắm nha. Anh thấy con ảnh mấy cái bình sữa em xài vẫn còn được á, tại vì nó hơi nhỏ thôi. Giống như cái bình nhỏ như vậy nè, còn cái này anh mua loại bự hơn một chút, loại dài á thì nó để sữa nhiều hơn một chút nè. Đây từ 3 tháng cho đến 6 tháng, nhưng mà nhiều khi cái độ nó độ chiều dài á cả nhà, nó đựng sữa nhiều, nó để vậy thôi nhưng mà đựng sữa nhiều, cho nên ảnh muốn cho con ảnh nhiều. Cái này mình để là 330ml được nè. Và ở đây á là em nói ảnh là mua cho con ảnh là có đồ tay cầm á, thì ảnh mua thêm nè. Thì em coi trong đây nè, ok không, nó có bao nhiêu cây miếng không, bé cầm gì tu lên. Cái bình mới của con nè. What you say to mommy? Say wow. Nói đi, wow. Dừa đó. 4 bình dừa nè cả nhà. Dừa nè. Và mua đồ Amazon thì lúc nào thì người ta cũng để cái giỏ như vậy nè. Ở đây thì cũng có 4 cái, ở trong combo là có 4 cái. Made in China. Thường á cả nhà biết không, không phải là đồ của China mà là không tốt đâu. Nếu mà không tốt thì nó đâu có đem nhập qua bên Mỹ bán được đâu. Như cái bình này á cả nhà thì nó có là 330ml. Bởi vì lý do tại sao là chồng em là ảnh muốn đổi á cả nhà. Tại vì nó dễ, nó có chiều dài để mình đựng sữa nhiều á. Còn cái bình cũ nè, bình cũ của con em là nó có 270ml à. Tới số 9 là hết rồi. Để cái da này em thấy nó tốt. Mà có một cái nó cầm á, nó dễ bị trơn tay nhanh nè, cái da rất đã luôn á, nó mềm mềm. Còn ở đây là nó bằng cái mũ, rồi mình có thể mình cầm như vậy, em bé nó cầm gì nó tu nè. Đây nè, bữa nãy em mới cắt một miếng nhỏ thôi nè, để em thử thôi. Nếu mà ngày xưa em cắt bự quá làm cho con em nè, trời ơi cái lỗ nè. Giờ em gửi em cho nó uống thử. Thường mấy em bé mà mới biết uống mấy cái bình mới là người ta, mấy em bé nó không có uống được nhiều bởi vì nó lạ lạ cái nấm vú á cả nhà. Giờ em cho thử đây, cảm giác cái bé như thế nào. Đây là cái bình sữa mới của Cason nè cả nhà. Gặp mấy em bé khác người ta sẽ kén chọn cái bình sữa uống phải không? Thằng con lớn của em á là ngày xưa đổi bình sữa nó uống, nó không uống mà nó cứ đẩy ra. Thằng này đưa như là cầm, em cho cầm này rất là tiện luôn nè. Nằm xuống con, nằm xuống bú đi giỏi nha. Hồi sáng nè cả nhà, chích 3 mũi đây, 2 mũi và ở đây 1 mũi nữa nè. Trời đất ơi, tội nghiệp không. Bye Cason á. Thì cả nhà ơi, sáng giờ mấy mẹ con em á đi khám bệnh cho hai đứa bé, nó không phải là khám bệnh, đi lại bác sĩ của hai bé này, cái nhà khám định kỳ đó, thì cũng đã xong rồi. Với lại hôm nay lãnh tiền YouTube á, cho nên bao hai đứa đi ăn. Nói là lãnh tiền YouTube á thì cũng đúng nha, nhưng mà em đã lãnh tiền YouTube này cũng lâu rồi, cho nên hôm nay á ngày 21 á, cho nên á là YouTube á hiện tiền vô á, thì đem con em đi bao đồ ăn vậy đấy, vui vẻ vậy cả nhà. Cả nhà nếu cả nhà thấy video này hay thì hãy cho em một cái nút đăng ký mẹ con và comment dưới video nha. Hẹn gặp tất cả mọi người video kế tiếp. Bye bye đi. Bye. 1, 2, 3. Bye. 1, 2, 3. Bye. Bye Cason. Bye. Bye 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 bye. Ông bà cô chú ơi, nhớ coi video của mẹ con để có tiền nuôi hai anh em con. Mẹ ơi. Ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi. Coi video mẹ con. Để mẹ con gì, kiếm tiền gì? Kiếm tiền nuôi hai anh em con. Nuôi hai em con. Bé bị đớt rồi dạ. Bye bye cả nhà nha.